Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo lúc 20 giờ 20 phút, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11. Đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có ông Miyake Shingo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bà Shino Mitsuko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam. Dự kiến trong chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, tiếp lãnh đạo các chính đảng, liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, một số bộ trưởng, thống đốc các địa phương của Nhật, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở nghiên cứu của Nhật Bản, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên và dự tọa đàm xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam, tiếp các trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức mới đây. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có sự tin cậy cao.